Nhìn ba con trâu đất này các bác có cảm thấy thích không ạ? Đây là ba con trâu chuyên đi cày. Đấy. Cái loại gọi là chơi gà chọi người ta gọi là đầu ngu chân chậm đấy. Ba con loại bát này chỉ chuyên về đỉnh tiếng bát và chịu đòn tốt cho các dòng đi sự kiện hoặc là đánh ở ngoài trời. Đánh thoải mái, vặn đẩy thoải mái, các dòng đẩy 800W cứ vặn đẩy thoải mái không sợ bị ghê tay. Cái loại Dewell là một là hàng chính hãng này. Còn đâu cái hai dòng này này, dòng này là giờ xếp này và dòng này là màng sợi carbon này. Nếu như ta lắp xúc hơi mà mua lẻ một cái thì ta cứ lấy giờ xếp hoặc màng carbon. Còn đâu con bát Dewell kia thì các bác có thể đánh full đi, đúng không ạ? Và hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho anh em ba con trâu có cái cấu hình khác nhau. Các bác cảm thấy nó uy lực và mạnh mẽ thì hãy like và chia sẻ video của Tùng Nguyễn Audio nhé. Đầu tiên Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu cho anh em một con màng đặc biệt. Con này đánh súp hoặc đánh phun đều được, nhưng con này dạ súp thì oánh phê thôi rồi. Màng xếp nhịn sóng và màng được đan bằng sợi carbon, gân vải tẩm dầu 3 gân. Đấy. Con này của nó thì là 15GQ401, giá đang cực kỳ tốt luôn. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Cô 100 từ 220. Hàng nhà máy Trung Quốc và màng được đan bằng sợi carbon. Con này đít nhọn. Đít cũng viền xanh nhọn nhưng mà nó dày hơn cái đít con giờ xét này. Các bác nhìn cảm giác con này bích của nó lùn hơn, con này đít nó nhọn hơn, con này bích dày hơn. Đít bát của nó có đôi 4-6 cái lỗ để cảm thấy tỏa nhiệt. Hàng gấu nhá. Xương cá chảy đôi. Đấy, màng đan sợi carbon. Dòng carbon này em có cả 50 và 40. Nhưng 50 thì là cô 125, còn đâu loại này là cô 100. Rất phù hợp đánh các dòng đẩy 800W một kênh. Còn tiếp đến là dòng giờ xếp ạ. Con này là từ 220 cô 100, đít nhọn viền xanh thì nó cái đít của nó thì cũng giống như kia, chỉ có nó khác nhau về cấu hình một chút thôi. Con này màng sơn dầu bóng và màng xếp ly gần 3 gân. Trong ba cái phân khúc này thì con giờ xếp là con rẻ nhất. Từ 220 cô 100. Đấy. Những cái loại loa phun đơn và phun đôi, thích tiếng bát khỏe, anh em có thể chơi ba dòng bát này. Còn tiếp đến thì anh em chơi dòng Dewell đúng không ạ? Dewell của nó là hàng chính hãng công ty. Có model là 225DL 800W trên trở kháng 8 ohm. Thì con này hàng chính hãng thì các bác nhìn nó sẽ về cái độ màu mè và kỹ thuật thì nó có thể tinh xảo hơn một chút. Con này sơn tĩnh điện màu đỏ xếp đi mặt trong. Và con này bích của nó siêu dày luôn. Đây. Anh em nhìn cái bát nó gấu chưa? Kẹp lỗ thép trắng nhìn rất là gấu. Đấy. Con này gấu lắm, con này hoành tính bát khỏe lắm. Con nào tính bát cũng khỏe nhưng mỗi con thì nó một cái kiểu gọi là nhích về cái cấu hình hơn một chút xíu. Con này hàng chính hãng Dewell chạm nhún màu vàng. Con này màng xếp đi nợ sóng và gân vải thẩm dầu 2 gân. Ấy, hàng gấu không? Cô 100 từ 220. Các bác lưu ý nha. Nếu muốn hát hay thì anh em phải lấy cái loại từ 19 côn 76. Còn đâu muốn tiếng bát khỏe, muốn tiếng uy lực thì lấy côn 100. Còn đâu bảo là côn 100 lại còn phải hát hay nữa thì em Tùng Nguyễn Audio không có loại bát ý mà bảo để cho các bác là phải hát hay bằng côn 100. Thằng nào bán loa dám khẳng định là côn 100 hát hay, bước ra đây. Đấy. Côn 100 nói chính xác của nó là tiếng bát của nó rất là mạnh khi ở ngoài trời. Và nó thiên về DJ, nhạc DJ và các dòng nhạc. Còn để và hát ý, thì anh em lấy côn 76. Hoặc là các bác muốn bộ dàn vừa khỏe vừa uy lực thì các bác có thể là đánh nhiều súp chơi côn 76. Hoặc là không chơi nhiều súp thì đánh cả côn 100 cả côn 76 để pha lẫn lời vào thì nó mới hát hay được. Chứ có đâu ông nào bảo là côn 100 là quánh khỏe lắm mới hát hay lắm. Nói phết anh em nhá. Và các bác có nhu cầu quan tâm đến các dòng loa mà khỏe như một con trâu thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để đặt ba mẫu loa carbon, RCF hoặc là Dewell. Đấy, hàng em review thực tế. Đấy, em cũng lớn lên từ nhà lông nên em cũng liên quan đến trâu bò. Đấy, và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào anh em trong clip mới nhất nha. Các bác xem video đó. Hãy like và chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn nha.